quán đang được trưng bày ở trên cái showroom trên kia. Tôi xin vài nét nói về đông trùng này. Đầu tiên là cái nguồn farm trồng là ở Đạ Sa, ở cái vùng rừng thông Bao La, và có độ ẩm cao từ 80 đến 90%, và nhiệt độ rất là thuận lợi cho đông trùng hạ thảo là từ 10 đến 20 độ, vân vân. Và nguồn nước ở đây cũng sạch sẽ, cho nên là đã tạo ra được cái nguồn đông trùng chất lượng đầy, gọi là cái dược tính cao. Và chúng tôi cũng hướng đến cái việc là trồng theo hữu cơ, cho nên là sản phẩm này được test thường xuyên về những cái nguồn sinh hóa của nó để đảm bảo một chất lượng tốt nhất. Và tác dụng của đông trùng thì chúng ta biết là hiện nay nó rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong cái thời kỳ Covid này, rất là nhiều người áp dụng đông trùng hạ thảo cho việc là tăng cường sức đề kháng và làm sạch phổi. Ngoài tác dụng về phổi thì chúng ta có tác dụng về là tăng cường sinh lý, tốt cho tim mạch, tốt cho tiểu đường, vân vân, kháng viêm. Và đó là những cái điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Tóm còn lại, chúng tôi rất là vui mừng khi hôm nay được đón tiếp toàn thể quý vị khách quý, gia đình Tân Ngũ đến chung vui khai trương chúng tôi ngày hôm nay. Và đặc trưng của chúng tôi đó chính là cái slogan là nơi tình thân hội tụ, thức ăn thực phẩm là không gian xanh, sạch, ngon và giá hợp lý. Rất cảm ơn quý vị đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Và sau đây phần hai, tôi xin mời quý anh chị em cổ đông của quán lên chúng ta chúc mừng khai trương và mời lên nâng ly trong ngày hôm nay. Xin mời quý anh chị cổ đông ạ. Một lần nữa mời quý anh chị em cổ đông chúng ta.